Kính thưa các quý vị khán giả, tôi là Phạm Văn Thụ, công chức văn hóa xã hội thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Hôm nay xin kính mời quý vị khán giả về tham quan chiêm bái năng đá Từ Vũ dòng họ Trương, nơi đây gắn liền với nhân vật lịch sử đó là Thái phi Trương Thị Ngọc Trử. Theo gia phả họ Trương thì bà Trương Thị Ngọc Trử, người đất Như Kinh, nay là thị trấn Như Quỳnh, là người con gái xinh đẹp, có tài văn thơ nổi tiếng trong vùng. Vào một ngày xuân, Tấn Quang Vương Trịnh Bính võng lọng đi tới đất Như Kinh thì dân làng một số bỏ chạy, một số quỳ lạy. Trong khi đó, bà Trương Thị Ngọc Trử vẫn thản nhiên cắt cỏ ở khu vực Từ Vũ ngày nay, xem như không có chuyện gì xảy ra. Trước thái độ như vậy, Tấn Quang Vương Trịnh Bính rất ngạc nhiên, đã cử cận thần tới xem rõ sự tình. Bà Trử vẫn thản nhiên tay cầm liềm cắt cỏ, miệng cất lên tiếng hát. Tay cầm bán nguyệt xanh sang, trăm hàng thảo mộc lai hàng tay ta. Mặc ai che tán che tàn, ta đây mặc sức nghênh ngang cõi bờ. Giọng hát ngọt ngào của bà đã làm Tấn Quang Vương thêm phần bất ngờ, bèn cho quan cận thần gọi cô gái cắt cỏ tới và hỏi vì sao thấy võng lọng ngày tới vẫn ngồi cắt cỏ và hát như vậy. Ngọc Trử trả lời, chúa đánh giặc là việc nước, tôi cắt cỏ là việc nhà. Cớ sao lại vì chúa ngang qua mà bắt tôi bỏ việc nhà. Ngài cứ tâu với chúa như vậy, nếu chúa trách phạt, tôi xin chịu phạt. Nghe câu trả lời khẳng khái, khí phách của người con gái đẹp, thông minh, Tấn Quang Vương tuyển bà vào cung, phong là vương mẫu đại phi. Sau này khi Tấn Quang Vương Trịnh Bính qua đời, con trai của ngài với bà Ngọc Trử là Trịnh Cương, tức vương thượng, lên ngôi chúa. Bà Ngọc Trử được phong là Thái Phi, rồi Thái Tôn Thái Phi tục gọi bà là chúa kênh. Cũng theo sử sách, bà Thái Phi không chỉ là người xinh đẹp, tài giỏi mà còn là người đức độ. Tại hai văn bia Lịch Sử Bi, Công Đức Bi tại Từ Vũ và Gia Phả Họ Trương đã ghi rõ công đức của bà. Bà cụ ban phát rất là nhiều đất đai cho các làng bốn xung quanh này. Trong gia phả chúng tôi ghi rõ như là Hành Nạc cũng ban một số đất này, Như Quỳnh cũng ban một số đất này, Bình Loan cũng ban một số đất này. Thế rồi như vậy Minh Khai, Ngô Xuyên, Hành Nhạc. Ngoài ra cái chuyện như vậy là công đức của cụ, thì cụ còn như vậy bỏ tiền tiêng riêng của cụ ra, vậy là trùng tu như vậy là chùa Hàm Long Hà Nội, cái chùa Dâu Bắc Linh. Thế và đồng thời như vậy xây dựng một cái cầu, tức là cầu đá để cho nhân dân bốn xung quanh khu vực trên dưới này đi lên kinh kỳ Hà Nội đi qua cầu đó. Thái Phi mất ngày 28 tháng 8 năm 1750. Ban đầu mộ phần của bà được an táng tại làng Dương Quang thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Về sau được cải táng đưa về Thanh Hóa an vị. Theo sử sách, sinh thời chúa Trịnh Cương vì biết ơn công đức của thân mẫu Thái Phi Trương Thị Ngọc Trử đã cho lập lăng Từ Vũ tại Như Quỳnh để thờ ông ngoại Diên Khánh Công Trương Dự và hai cậu ruột là Thiêm Quận Công Trương Nhưng, Phấn Quận Công Trương Nhiêu. Mảnh đất được dựng lăng chính là Gò Kỳ Ngộ, nơi mà Thái Phi lần đầu gặp gỡ Tấn Quang Vương Trịnh Bính. Từ Vũ Họ Trương là một tập hợp các tác phẩm về nghệ thuật điêu khắc đá. Trước kia nằm trong khuôn viên hơn 1 hecta, hiện thu hẹp lại còn hơn 400 mét vuông. Khi bước qua cổng là đôi tượng chó đá trong tư thế ngồi canh giữ Từ Vũ. Tiếp đến là đôi rồng đá mang đặc trưng của hình tượng rồng thời Lê Trung Hưng. Qua hai tượng rồng đá là khu chính của lăng. Tại đây có hai tượng phỗng đá trong tư thế quỳ dâng lễ. Tiếp đến hai bên tả hữu là hai tấm bia Lịch Sử Bi, Công Đức Bi. Phía sau bia là hai kỷ đá. Trung tâm nơi thờ tự đặt bệ đá cao 1,6m, dài 2,2m, rộng 1m. Sau bệ lớn đặt 6 bia đá chia làm hai hàng đối xứng nhau. Tương truyền tất cả đá tại lăng đều được tuyển chọn từ những phiến đá xanh đẹp nhất từ Thanh Hóa. Với những giá trị về mặt điêu khắc, lăng Từ Vũ Họ Trương đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1992. Tuy nhiên, hiện nay di tích đã bị xuống cấp, địa phương rất mong muốn di tích được trùng tu để phát huy các giá trị truyền thống. Đặc thù thị trấn Như Quỳnh thì là một địa phương có nền công nghiệp. Do đó thì phải nói là cái xung quanh di tích thì đã có được các cái công ty doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Do đó thì để khi trước khi xây dựng các cái công ty doanh nghiệp thì cũng ít nhiều cũng đã làm ảnh hưởng đến hệ thống di tích, đặc biệt là
do cái mặt nền của di tích bị thấp so với khu vực xung quanh, nên do đó thì thường xuyên cũng đã bị các cái ách tắc ngập úng cục bộ. Tuy nhiên ở đây thì địa phương thị trấn Như Quỳnh cũng đã lên phương án, cũng dự kiến trong thời gian ngắn nhất cũng sẽ xây dựng các hệ thống thoát nước, đặc biệt là cái mặt nền sân đảm bảo sạch sẽ. Từ vũ dòng họ Trương cùng với đền Ghênh, cung Chính Nguyên là niềm tự hào của cán bộ và nhân dân thị trấn Như Quỳnh, là địa chỉ đỏ để nhân dân, quý khách thập phương về tham quan, chiêm bái, nghiên cứu và học tập